chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Dạy Nghề Nhật Tân. Sáng hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem ít phút buổi thực hành nghề điện lạnh. Thời tiết nắng nóng của tháng 4 oi bức cũng đã đến. Các bạn thấy đấy, nhu cầu xài điện nhà nhà đều cần. Vì thế, nghề điện lạnh tại Trung tâm Dạy Nghề Nhật Tân rất là thu hút các bạn trẻ tham gia. Không khí lớp học các bạn thấy đấy rất là vui vẻ. Nghề điện lạnh tại Trung tâm Dạy Nghề Nhật Tân chỉ từ 3 đến 6 tháng các bạn có thể làm nghề và nhanh chóng kiếm được việc làm. Mọi thông tin liên hệ 0909333808 để được tư vấn miễn phí. Quá đi ghi mốt cho nó lại. Mấy lại nó học cái gì trời, nó quậy quá trời. Cái g mốt gà vô đâu. Ủa gà đâu? Không biết, rồi bắt đầu cho gà. Đây chương trình VTV luôn. Có kèm báo không? Có luôn. Nè. Cái đậu dặn như ông thầy châu ơi á. Mọi người ơi, cứu bé này đi. Hôm nay mình review cho các bạn xem ít phút thôi. Mình hẹn gặp lại các bạn ở những buổi thực hành sau. Mình sẽ review cho các bạn xem nhiều hơn. Giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.